Hello Hoàng Huy nha. Rồi Bùi Giang này, chào Hòa Mai này. Thực sự là những cái buổi sáng đầu đó, nó sẽ rất là vất vả cho mấy đứa nha. À, mà mình chưa làm quen á, đôi khi còn áp lực á, nếu các bạn ráng một xíu nha bạn. Có bạn nào trong đây bạn bị quên không? Rồi, hello Gia Ân nha em, hello Thu Hồng nè. Rồi, hello tất cả các bạn. Thì bây giờ mình sẽ gửi các bạn một cái biểu mẫu để các bạn có thể là điền vào cái bài này như phiếu điểm danh. Cũng giống như hôm qua thôi, các bạn sẽ điền vào cái biểu Rồi, mẫu này. hello Gia Ân nha em, hello Thu Hồng nè. Rồi, hello. Rồi bây giờ các bạn mình sẽ gửi bạn một cái biểu mẫu nha. Thì đây là cái biểu mẫu điểm danh của mình vào sáng thứ hai của mình. Thì trong này bạn nào đã làm bài test rồi hoặc là bạn nào chưa làm thì các bạn cũng phải điền vào đi. Được chưa? Các bạn chỉ cần điền vào trước cho mình như vậy. Điền cho vào mình trước khi mà trước nữa mình học xong mình điền cũng được. Nói chung là bây giờ các bạn cứ tập trung mình học là chính là trước nha. Bạn nào rảnh thời gian thì bây giờ điền luôn. Còn không thì chút nữa mình tầm khoảng mình like xong các bạn điền vào cũng được, miễn sao bạn điền cho mình trước là 12 giờ trưa của hôm nay là được thôi. Đây là buổi sáng thứ hai điểm danh. À, trong này có 25 câu hỏi test á, thì các bạn có thể là điền vào trong đó để mình làm ha. Rồi, hello Phan Thư nha em. Lựa cái link bình luận mà đã game cho mấy đứa rồi nha. Các bạn có thể là điền vào phiếu điểm danh đó để sau này là mình điểm danh như mình nói á, điểm danh cho các bạn có làm bài tập về nhà hay không. Chúng ta khắc khe với nhau một tí, mình nếu thực sự không có những cái buổi khắc khe này các bạn cũng chả làm bài tập, các bạn cũng chả coi thì thực sự nó cũng không hiệu quả. Ở đây cái việc học của mình cũng nhắc lại như sau nè. À, chúng ta đã có bộ cày Tết đúng không? Bộ cày Tết của mình á, bộ cày Tết của mình rồi ở ngoài cái trang fanpage của mình cho các bạn ấy. Thì trước mắt các bạn lấy cái bộ cày Tết đó để bạn học. Bộ cày Tết ngoài cái fanpage thì cơ bản là trong đó là có những cái chuyên đề về hàm số nè, hay là về hình học không gian rồi đấy. À, thì các bạn có thể ra ngoài đó các bạn có thể lấy đúng không? À, lấy ra đó thì mình in mình ghim cho cái bài đầu tiên của cái trang fanpage luôn. À, bộ tặng tài liệu cày Tết đó, các bạn nên biết nha. Bạn vô trong đó tức là bạn làm những buổi sáng này nè, ví dụ mình làm nhưng mình vẫn thấy là sự thiếu hụt ở trong, tức là mình đâu đâu phải khi nào mình cũng nhớ hết để mình làm đâu. À, những cái buổi tạm ôn này thứ nhất là mình định ra lại kiến thức, và cái thứ hai để nhắc lại các bạn kiến thức để các bạn có thể nhớ. Còn ví dụ như mình học trong này mình vẫn không nhớ được, tức là cái kiến thức của mình bị hỏng khá là nhiều rồi, thì việc của em cũng đừng có hoang mang gì hết. Các bạn có thể quay lại cái bộ cày Tết này, bạn quay lại hàm số. Ví dụ mình nói là ở câu 1 này là câu nằm ở bài toán tương giao, thì em ví dụ em nằm ở chương hàm số thì em có thể quay lại cái bài toán tương giao của hàm số em coi,
em có thể download file đề, file lời giải trước để em coi coi cái bộ chắc 8 á, để cho nó khá là hiệu quả để mình ôn tập lại luôn các bạn đó. Nên các bạn cũng dành ra thời gian của mình một xíu để các bạn có thể là học cho nó tốt nha mấy đứa. À, ví dụ như mình nói ở đây nè, à, rồi ta, rồi à, đây là bộ bộ chắc 8 đi đó, ví dụ như bộ này đi đúng không, mình có thể là mình coi cái file đề trước đúng không ạ, coi cái file đề trước đó là cách học thôi. Ví dụ mình có thể coi file đề trước nè, file lời giải à, đó các bạn coi file đề trước, coi file lời giải trước, rồi nếu ví dụ như là mình thấy là file đề file lời giải mình vẫn chưa hiểu luôn thì mình coi video à, đó là cách học để cho nó hiệu quả. À, ví dụ như mình nói là ông thầy ông nói là tương giao mình đang yếu phần này thì bạn có thể coi tương giao, coi đề trước rồi coi lời giải, nếu coi đề coi lời giải vẫn chưa hiểu rồi quay lại coi video được chưa. À, thì những cái thằng này chắc 8 là bạn phải biết. À, nói chung đôi khi nâng cao thì thực sự là các bạn có thể là mình học xong được, nhưng mà trong giai đoạn trước Tết này các bạn chắc 8 là phải nắm được hết, nên là những cái câu mà chắc 8 mình nói với bạn đó, đúng không, đôi khi hàm hợp thì bạn có thể coi ở đây nè, video nâng cao về hàm hợp này, mình muốn coi bài bản đầy đủ thì mình coi ở video này được chưa. À, còn không thì các bạn có thể là chắc 8 là trong giai đoạn Tết này bạn phải biết hết từ hàm số tới hình học một lần nữa, bạn phải coi lại giùm mình những cái thủ thuật này, có coi thì coi luôn được chưa, về tích phân hàm ẩn chính cộng để đẩy nhanh được tốc độ đấy, thì mình học sao cho nó tốt. Chứ đôi khi mà làm đề này các bạn cứ quanh quanh mà các bạn không coi lại thì nó vẫn không tăng được cái lượng kiến thức của mấy đứa đâu, nên bắt buộc phải coi lại những buổi sáng này. Rồi mình thấy là 54 bạn điền vào phiếu rồi đúng không, điền vào phiếu rồi. Các bạn điền tên số báo danh đúng không, và đáp án thì nói chung là những buổi sáng đầu các bạn cứ tập làm quen chính thôi, mình cũng chưa khắt khe những buổi sáng đầu lắm đâu, nhưng cái gì nó phải có hệ thống ngay từ đầu để chúng ta đi với nhau được cái đường dài các bạn. Nếu mà các bạn không có những cái hệ thống đường với nhau đó, thì nó rất là khó đi chung với nhau. Nên cơ bản là các bạn nhớ là gì, các bạn làm đề test trước đúng không, làm test trước các bạn cứ ghi ra nháp trước đi, ghi ra trong trong một cái tờ giấy về đáp án đã, xong là cứ mỗi buổi sáng là chúng ta vô là chúng ta điền cái phiếu điền đáp án này, là thứ nhất là để coi coi các bạn có làm bài tập về nhà hay không, cái thứ hai nữa là mình cái phiếu này để kiểm tra các bạn coi như các bạn có như các bạn điểm danh trong trong nhóm của mình trong team sáng này được không. Rồi Linh ở đâu vậy thầy, mình vừa ghim ở bên em không có thông báo nữa sư phụ, Linh mình vừa ghim đó mà, Linh Linh sư phụ vừa ghim đấy, không thấy Linh hả? Đây Linh ở đây các bạn, Linh vừa ghim này, có cái Linh này các bạn. Thôi thôi bây giờ mình tập trung mình vô mình học ha. À, được rồi nè, tập trung mình vô mình học. Được chưa? Ok ha. Thì bây giờ mình sẽ cùng làm với nhau câu một đầu tiên, các bạn cùng ôn tập lại với nhau những câu một đầu tiên của mình. À, được chưa? À, cùng ôn tập lại với nhau những câu một. Rồi các bạn cùng làm câu một ha. Các bạn nào làm trước rồi thì mình comment đáp án thôi. Rồi cùng làm với nhau câu một. Chờ các bạn kia một xíu đi ha. Chờ các bạn kia một xíu đi. Lâu lâu những cái buổi sáng đầu tiên thì mình chưa khắc khe vội, nên chờ các bạn mấy mấy bạn kia một xíu đi bạn nha. Rồi ok, bây giờ mình làm câu 1 nhé. Rồi đến giờ tỉnh ngủ chưa? Ok chưa? À, 172 bạn coi, rồi mất mất đi 100 bạn là ngủ quên nữa rồi, đúng không? 100 bạn bắt đầu ngủ quên nữa rồi. Thì thôi ok, bây giờ mình tập trung mình vô mình học. 100 bạn ngủ quên rồi. Rồi thôi tập trung mình học các bạn nha, câu 1 của mình thấy một số bạn đã comment được câu 1 rồi đúng không, bạn Minh Chí, bạn Như Ý Võ các kiểu nè. Thì đối với câu 1 này các bạn cứ làm như bình thường thôi, cái việc đầu tiên của em là em phải tập xác định đúng không,
em làm một cái hàm gì đó, em phải tập xác định đó là cái điều kiện khi bạn làm đó. Khi bạn làm một cái hàm về đồng biến nghịch biến, tức là mình phải cài được bảng biến thiên á, là mình phải tập xác định nó ra. À, ta có là 2x trừ cho x bình phương phải lớn hơn bằng 0, hay nói cách khác là x của mình nó sẽ lớn hơn bằng 0 và nhỏ bằng 2. Đây là tập xác định của mình. Cái thứ hai nữa, các bạn muốn xác định được sự đồng biến nghịch biến, các bạn y phải nó xuống thôi. Cái việc y phải chắc không khó khó khăn. Y phải của em là bằng căn u. Căn u thì em đạo hàm là bằng gì em nhớ không? Là u phải chia cho 2 căn u. Vậy các bạn sẽ đạo hàm nó xuống được là 2 trừ cho 2x chia cho 2 căn của 2x trừ cho x bình. Thì sau đó rút gọn cho 2 đi ha, ta được là 1 trừ x chia cho căn của 2x trừ cho x bình. À, bước tiếp theo mình cho y phải bằng 0 thôi. Cứ làm từ từ ra thôi đúng không? Ôn tập lại một tí thôi. Cho y phải bằng 0 ta được là 1 trừ x bằng 0, tử bằng 0, tức là x bằng 1. Có được cái điều này rồi đúng không? Và có tập xác định các bạn cài được bảng biến thiên. Và nhớ là gì? Mình phải bỏ tập xác định và nghiệm của thằng này vào đúng không? Tập xác định của mình là từ 0 tới tới 2. À, y phải của em là x bằng bằng 1 đúng không? Rồi. Ở đây là y phải của mình bằng 0 ở đây. À, thì thằng này của mình là mình xác dấu. Ở đây các bạn có thể là nhập y phải vô trong máy tính, sau đó mình cho một giá trị bất kỳ để mình xác dấu. Còn không, em nhớ đây là dấu của mình là dấu phụ thuộc vào phần tử, đây là dấu âm thì đây là dấu âm và dấu dấu dương. À, người ta nói là hàm này nghịch biến ở đâu? À, nghịch biến thì các bạn thấy là nghịch biến trong đoạn nào các bạn? Nghịch biến từ trong đoạn là từ 1 tới 2 đúng không? Từ 1 tới 2 nó sẽ nghịch biến. Thì nói chung câu đúng của mình là câu 1 của mình là câu 1B. Đó, câu 1B. Được chưa? Vì thằng này của mình lấy tập xác định là từ 0 tới 2 thôi các bạn nha. Nên cái bảng biến thiên của mình chỉ chạy trong đoạn từ 0 tới 2 thôi. Nghịch biến là trong đoạn là từ 1 tới 2. Câu 1 này của mình là 1B rồi. Ok, Phạm Đức Duy Khánh rồi các kiểu. Đúng không? Được chưa các bạn? À, nhẹ nhàng đúng không? 1D của mình. Rồi, ok, rồi tiếp tục câu câu 2 nhé. Câu câu 2 của mình. Các bạn cứ làm từ từ thôi, chả có vấn đề gì đâu. Ôn tập lại thôi. Những cái câu này là câu về tính đơn điệu này kia thì đó là cách làm thôi đúng không? Y phải rồi cả bảng biến thiên thôi. Câu 2 của mình tiếp tục. Rồi bạn nào làm câu 2 rồi comment câu 2 giùm mình luôn ha. Câu 2 của mình là câu nào đấy các bạn nhỉ? Rồi câu 2 là câu nào? Ok, nhiều bạn đã được 2C rồi. À, điểm danh thì từ từ điểm danh cũng được. Cái điểm danh và phiếu điền đáp án thì các bạn có thể coi live sau bạn ra điền cũng được, chả sao đâu. Rồi, ví dụ bạn nào chưa làm thì mình có thể coi trước những cái buổi sáng nào mình chưa khắc khe đâu. Rồi câu 2 của này người ta yêu cầu là hàm nghịch biến trên khoảng xác định của nó thì y đầu tiên là y phải nó xuống thôi. Ta có là a nhân d trừ b nhân c là m bình trừ cho 4m đúng không? Đây là y phải, thằng này bắt buộc phải biết y phải rồi. Thì đối với cái hàm phương thức bậc nhất mà đồng biến nghịch biến trên tập xác định của nó thì các bạn chỉ cần cho y phải là nhỏ hơn không thôi. À, tức là ở đây muốn y phải nhỏ hơn không là nghịch biến á. À, thì ta được là m bình trừ 4m phải nhỏ hơn không. À, thằng này các bạn phải làm nó được nhé. Thằng này của mình là m của mình nó sẽ lớn hơn 0 và nhỏ hơn 4. Người ta hỏi thằng này của mình là có bao nhiêu giá trị đúng không? Mình đếm ra thôi đó là 1, 2 và 3, có 3 giá trị bạn chọn là câu C. Rồi, câu 2 của mình là 2C, rất là dễ ăn điểm luôn, một cái hàm phương thức bậc nhất. Người ta hỏi sự đồng biến nghịch biến thì y phải nó xuống thôi. Rồi, 2C ha, rồi tiếp tục câu câu 3. Rồi, câu 3 là một cái hàm bậc 3 mà đồng biến nghịch biến trên R. Đó, các con nhớ các câu này không? Họ cho một cái hàm bậc 3 đồng biến trên R y bằng ax mũ 3 cộng bx bình phương cộng. Và nói chung là mình vô mình làm luôn đi ha. Về cái phương pháp thì mình hạn chế mình nói ở đây để bài giảng nó đỡ đỡ dài lại. Đối với câu 3, khi mà đọc tới một bài toán mà có liên quan tới sự đồng biến nghịch biến thì chắc chắn em phải y phải nó xuống rồi. À, y phải nó xuống thì ở đây ra được một cái hàm bậc 2, đó là y phải được là 3 lần x bình phương. Nó chói quá ta, để sư phụ đổi cái đèn tí đi. 3 lần x bình phương cộng cho 2x đúng không? Rồi cộng cho m. Để cái hàm này là đồng biến trên R đúng không? Để đồng biến trên R tức là nó phải lớn hơn bằng 0. Đúng không ạ? Đồng biến trên R với mà x thuộc R. Thì các bạn cứ coi đó như là một cái phương trình bậc 2 đi. Thứ nhất là A là bằng 3 là phải lớn hơn 0. Và cái thứ hai là lý thuyết là delta của mình, delta phải của y phải, delta phải này của y phải. Hoặc là em dùng delta delta của y phải cũng được, nói chung là của y phải á, là phải vô nghiệm hoặc có nghiệm kép thì nó sẽ luôn luôn cùng dấu về số a, đó là lý thuyết đúng không? Phương trình bậc 3 này đạo hàm xuống là được bậc 2
để nó luôn lớn lớn hơn bằng không với bài thuộc R thì A nó phải là một số dương, còn delta phẩy của y phải của nó phải luôn luôn nhỏ bằng không, hoặc là em có thể dùng delta cũng được nha. Rồi thì nói chung là ba lớn bằng lớn không là luôn đúng rồi, còn delta phẩy của y phải thì công thức thôi. Ta có là ở đây là mình dùng là một bình đúng không, một bình trừ a nhân c là trừ cho 3 nhưng m là nhỏ bằng không, từ đó suy ra ta có là m của em là lớn hơn bằng 1/3. À, thì lúc đó bạn chọn được câu 3 cũng là 3C thôi đúng không? 3C. À, đây là lý thuyết của một cái hàm bậc 3 đồng biến nghịch biến trên R. Đúng không bạn? Còn nhớ không? À, đồng biến thì A phải lớn không, mà nghịch biến là A nhỏ không, delta phẩy của Y phải phải nhỏ bằng không. Được chưa? Bạn nào mà quên dạng này các bạn có thể quay lại bài tính đơn điệu. À, tính đơn điệu dạng này là bắt buộc phải biết nha. Rồi tiếp tục câu 4. Rồi câu 4 của mình là hàm này có bao nhiêu điểm cực tiểu trên khoảng AB? Cái điểm cực tiểu là gì bạn? Điểm cực tiểu là câu 4. Điểm cực tiểu là đây là họ cho đồ thị của Fx. À, vậy điểm cực tiểu là điểm mà nó lõm xuống thôi đúng không? Đồ thị Fx, điểm cực tiểu là điểm lõm xuống thôi thì người ta gọi đó là điểm cực tiểu. Thì ở đây các bạn đếm ra thôi, nói chung bạn đếm ra có bao nhiêu lõm xuống thôi, bạn đếm thôi. Cái hàm này của mình là đi lên, đi xuống, đây là một cực tiểu này đúng không? Rồi đi xuống đây, đi lên đây, đây là một cực tiểu nữa đúng không? Rồi đi xuống đây một cực tiểu nữa đó, thì bạn đếm ra là bao nhiêu cái các bạn? Ta có là một nè, hai nè và ba, chúng ta có ba cực tiểu. Vậy câu 4 của mình là câu 4B đúng không? Các bạn chọn câu 4B thôi, tự tin chọn 4B chả có quá gì cả đúng không ạ? Câu 4 này của mình là 4B đúng không? 4B em nhé. Rồi tiếp tục câu 5. Rồi câu 5 của mình câu 4B đếm ra được là 4 cái. Ok, Gia Hưng, Tú Phan, Mộc Thủy, Tiểu Vân, Thanh Vân, ok, Thu Hồng. Rồi ok tất cả mấy đứa rất là ok này, Trung Anh Tuấn, Mai Linh, Minh Trí, Đời Quốc Việt, rồi Hằng Quyết. Ok câu 5 tiếp tục các bạn. Câu 5 này người ta nói là câu 5 các bạn cùng comment đi, đôi khi có dấu hai gạch nhiều bạn lại bị nhầm nhầm lẫn câu này đấy. Câu 5 họ cho một cái bảng biến thiên giống vậy đúng không bạn, đây là x, đây là âm vô cùng trừ 1 0 2 4 và dương vô cùng, thằng này là không xác định tại không đúng không? Rồi bây giờ mình kể lại bảng biến thiên đi để mình nói cái bảng biến thiên này cho các bạn. Rồi thì ở đây người ta nói đầu tiên là fx liên tục trên r, cái từ liên tục trên r này là cái từ mà hạ quyết định cái số điểm cực tiểu của thằng này. Liên tục trên r có ý nghĩa là gì các bạn? Tức là hàm này nó sẽ không bị gián đoạn ở đâu cả, thì người ta gọi là đó là hàm liên tục trên r, nên nó sẽ luôn luôn đi lên đi xuống, mặc dù f phẩy x nó bị gián đoạn tại không, nhưng mà tại vì có cái câu văn là gì, fx liên tục trên r nên thằng này vẫn liên tục luôn các bạn nha, vẫn đi xuống đi lên thôi. À, thì đôi khi cái chỗ này nó không liên tục tại fx nhưng nó liên tục tại fx là chuyện bình thường. Và cơ bản mình đếm ra bao nhiêu điểm cực trị là gì, 1 2 3, đó là 1 2 3 và 4, thì các bạn chọn được là câu D đúng không? À, điểm cực trị này vẫn xảy ra ở x bằng không là chuyện bình thường. Mặc dù ngay tại không thì f phải của nó là không xác định nhưng mà nó vẫn có điểm cực trị chả sao cả đúng không? À, nên là các bạn lưu ý cái liên tục trên r này khá là quan trọng này đúng không, tức là cái hàm mình không bị gián đoạn ở đâu cả. À, thì đó là câu 5 của mình là 5D các bạn nha. Rồi tiếp tục câu 6, tìm số điểm cực trị của fx. Rồi họ cho câu 6, câu 6 là câu nào đây? À, đối với câu 6 này thì thôi mình cũng làm nhanh ra luôn, đó là số điểm cực trị của mình là không phụ thuộc vào biểu thức mũ chẵn. Nên khi bạn ghi thằng em nhìn vào cái thằng fx ở đây ấy, thằng nào mà có biểu thức mũ chẵn là bạn bỏ hết ra giùm mình. Đúng không? À, đầu tiên là mình chỉ lấy là biểu thức mũ lẻ thôi, x trừ 2 tất cả mũ 3. Những cái buổi đầu tiên là mình cứ ôn tập lại các bạn, là ôn nhẹ nhàng thôi, những cái dạng mà rất là quen thuộc, những cái gì câu này là những câu phải nên biết các bạn nha. Số điểm cực trị của thằng này thì em để ý là gì? À, ta đầu tiên ta thấy là gì, f phải x của mình á, ta bỏ đi biểu thức mũ chẵn rồi, tức là x cộng một bình chúng ta bỏ vì f phải x không bao giờ phụ thuộc vào biểu thức mũ chẵn. Thì trong này số điểm cực trị là số nghiệm của f phải x đúng không? À, số điểm cực trị là số nghiệm của f phải x mà bằng không, thì chúng ta có hai nghiệm đó là x bằng 2, x trừ 2 mũ 3 bằng không thì được là x bằng 2 và x bằng trừ 3/2. Vậy cơ bản ở đây là tìm số điểm cực trị của nó là chúng ta có mấy cái, các bạn có hai cái bạn chọn được câu đúng của mình là câu câu B đúng không ạ? Câu 6 của mình là câu 6B thôi. Nên là các bạn thấy là rất là nhẹ nhàng thôi. Những câu này vô trong phòng thi các bạn phải làm cực nhanh cơ, đúng không? Cực nhanh thôi. Rồi.
Tiếp tục qua câu 7 các bạn nha. Câu 6 của mình là 6B, rất là tốt. Mộc Thủy Huỳnh Liên Duy Khánh. Bạn nào sai thì là chuyện bình thường thôi, nên các bạn ví dụ đôi khi sai á thì mình có thể rút kinh nghiệm để cho là những cái lần sau nó mình không sai các bạn nha. Đó, thì mình hy vọng là những cái buổi sáng này chúng ta rèn luyện đâu đó là từ 10 tới 10 đề, ít nhất là phải 10 đề từ đây tới xuyên Tết, đúng không? Thì lúc đó chúng ta thấy là chúng ta rà lại kiến thức của mình khá là tốt các bạn. Đôi khi mình sẽ rà lại kiến thức, và nếu mình hỏng quá thì mình có thể coi lại những cái video chắc tám ở cái bộ cài Tết mà sư phụ gửi cho các bạn ấy, là khá là hiệu quả luôn. Sau ăn Tết vô cái là bạn trở thành một con người khác liền, đúng không? Nếu bạn đang mà yếu yếu, còn những bạn nào khá giỏi rồi thì mình dành những cái buổi này để mình rèn lại những cái tính toán, những cái sai vặt của mình luôn. Rồi câu 7 của mình. Có bao nhiêu điểm cực chỉ các bạn? Thì bây giờ câu 7 này là họ cho đồ thị là đồ thị của F phải X nha, các bạn phải rõ ràng như vậy. À, nếu họ cho đồ thị của Fx, tức là mình chỉ cần đếm, nếu họ cho đồ thị của Fx nha, thì bạn chỉ cần đếm là nhô lên và lõm xuống thôi, không thì nó sẽ có được cái điểm cực trị. Còn nếu họ cho đồ thị của F(x) á thì mình có điểm cắt với OX, và chúng ta không lấy tiếp xúc nha các bạn. Không lấy tiếp xúc. À, nhớ như vậy, không lấy tiếp xúc. Vậy câu này là câu nào đây các bạn? Điểm cắt với OX và chúng ta là không lấy tiếp xúc. Bạn coi này. Mình vẽ lại hình một tí nha, để đôi khi ở đây không có hình rất là khó chịu nè. Đây là lên nè. Là cắt đây một điểm này đúng không? Rồi đi xuống tiếp xúc này, tiếp xúc là mình sẽ không lấy đâu, được chưa? Sau đó đi lên đây, sau đi xuống đây, à, mình có điểm cắt với trục OX thôi. Thì thằng này cơ bản có một điểm cắt, điểm tiếp xúc là mình không lấy đúng không ạ? Điểm cắt ở đây và điểm cắt ở đây, và chúng ta cơ bản là chúng ta sẽ có được 3 điểm cắt, và nó sẽ có 3 điểm cực trị đúng không? Đây là đồ thị của f(x). Chúng ta coi những cái điểm cắt với trục OX thôi, có bao nhiêu điểm cắt thì nó sẽ có bao nhiêu cực trị. Chúng ta không lấy điểm tiếp xúc nha. À, các bạn sẽ chọn là câu đúng của mình là câu câu D. Rồi ok. Còn ví dụ ở đây họ cho đồ thị của Fx, họ cho đồ thị của Fx thì mình đếm này, 1 2 3 4 là có 4 cực trị nếu họ cho đây là đồ thị của Fx nha. Đúng không? Đồ thị của Fx thì đây có 1 2 3 4 là 4 cực trị. Thôi, nói chung câu 7 này của mình là câu D, khi họ cho đồ thị Fx có 3 điểm cắt với trục OX không lấy điểm tiếp xúc thì câu 7 của mình là 7D. Ok không? Rồi em chết hai câu rồi hả? Không sao đâu, nói chung là rút kinh nghiệm thôi. Rồi câu 8 và câu 9 luôn ha, bạn nào làm rồi thì comment thôi. Cái file đề và file lời giảng có gì mình cập nhật cho bạn lên phần công bố, file điểm, file đồ mình sẽ gửi trong nhóm sau cho mấy đứa nha, để bạn lên đó bạn coi. Được chưa? Bạn lên đó bạn coi. Rồi câu 8 của mình. Có 3 điểm cực trị. Rồi, 3 điểm cực trị là hàm bậc 4 là A nhân B của mình là nhỏ hơn 0 thôi. Với A là hệ số của bậc 4. Còn B là hệ số của bình phương. Đúng không? B là hệ số x bình phương. Vậy thôi các bạn chọn nhanh câu này. Hình như câu này cũng hôm qua có làm rồi nhỉ. A bằng 1, B của A bằng trừ 2M nhỏ hơn 0. Thì từ đó mình áp dụng thôi, để 3 cực trị là A nhân B phải như vậy. Từ đó suy ra là M phải lớn hơn 0. Còn một cực trị là A nhân B là phải lớn hơn bằng 0 đúng không? Đây là một cực trị này. À, còn đây là ba cực trị. Rồi. Thì nói chung chung quy lại câu này các bạn sẽ chọn được câu 8 của mình là câu 8 8C chứ đúng không? 8 8 gì M phải lớn không chứ, chuyển qua chuyển lại thôi đúng không? M phải lớn không, các bạn chọn được 8C cơ. Rồi 8C. Rồi chuyển qua chuyển lại thôi. Rồi câu 9 tiếp tục của mình. Câu 9 họ cho một cái hàm bậc 3 và người ta yêu cầu là không có cực trị. Câu 9 tiếp tục. Ôn lại khá tốt nên mình cố tình mình cho bạn, để các bạn ví dụ mình về nhà làm mình không hiểu mình cứ đi tìm những cái câu này mình học đúng không? Câu 9 của mình là câu nào đây? Họ cho một cái hàm bậc 3 và để hàm này là không có cực trị. Thì ở đây là một cái hàm bậc 3, mình nhắc lại lý thuyết một tí cho bạn nào mà ví dụ như mình quên thì đôi khi mình có thể học lại. Đầu tiên hàm bậc 3 nó chỉ xảy ra hai trường hợp thôi, thứ nhất là hai cực trị và thứ tiếp theo là không cực trị thôi, chứ nó không có một cực trị đó bạn nha. Hai cực trị tức là ta có là delta phẩy của y phẩy, tại vì y phẩy của nó ra được một cái hàm bậc 2 mà đúng không? Y phẩy nó xuống ra được một cái hàm bậc 2 thì số điểm cực trị là số nghiệm của y phẩy bằng 0 mà. Nên cơ bản là nếu có hai cực trị tức là delta phẩy của y phẩy, cái phương trình bậc 2 của y phẩy ở đây nè. Ở đây mình có thể dùng delta hoặc là em dùng delta phẩy của y phẩy cũng được, thì nó phải lớn hơn 0 thì nó sẽ có hai cực trị. Còn không cực trị tức là delta phẩy của y phẩy phải nhỏ hơn bằng 0, tức là vô nghiệm hoặc có nghiệm kép. Thằng này bậc 2 này của mình phải có một nghiệm hoặc vô nghiệm thì lúc đó nó sẽ có không cực trị. À, được chưa? Thì đây là lý thuyết thôi. Thì bây giờ mình làm đấy bạn, mình làm. Cái việc đầu tiên của em là em y phẩy nó xuống. Thực sự bạn có thể áp dụng công thức giải nhanh luôn là b bình trừ 3c, nhưng nó mất bản chất lắm, nên thực sự cái việc đạo hàm nó cũng chả lâu hơn bao nhiêu.
nên mình khuyên các bạn là các bạn nên làm theo kiểu là mình hiểu bản chất hơn một tí, tại vì câu nào mà nhanh thì làm nhanh, thì câu nào mà ví dụ như cần đúng không thì mình làm luôn, chứ câu này thực sự các bạn đâu cần nhớ gì đâu. Thằng này có không cực trị, tức là delta phải của y phải phải nhỏ bằng không, đúng không ạ? Delta phải của y phải là bằng gì đây? Là bằng thằng này em bình phương lên, em chia đôi đi được không, là 3m cộng 1 tất cả bình phương, b phải bình trừ cho AC là trừ cho 3, nhưng 37m trừ 3 rồi nhỏ bằng 0, thì đây là cái delta phải của y phải của mình. Sau đó việc của em là em rút gọn, em nhân phân phối vô các kiểu thôi, em ra được câu chính này của mình. Các bạn nào ra được câu chưa? Thì cái việc của em là tính toán thuần túy bình thường thôi, đúng không em? Bạn nào tin ý thì mình nên rút số 9 ra ngoài nè. Ở trong còn lại là hằng đẳng thức là m bình cộng 2m cộng 1. Thằng này của mình là trừ 7m trừ 3 đúng không? Trừ 7m. Rồi, trừ trừ thành là cộng 3 nhỏ bằng 0. Thằng này tương đương là 9 nè, m bình trừ 5m cộng 4 nhỏ bằng 0. Delta phải này muốn nhỏ bằng 0 thì thằng này của mình là phải nhỏ bằng 0. Thằng này muốn nhỏ bằng 0 tức là m của em nó sẽ lớn hơn bằng 1 và nhỏ bằng 4, thì lúc đó em đếm ra thôi đúng không? Em đếm ra thôi. Lấy số cuối trừ số đầu cộng cho 1, đó là cách đếm em ha. Em lấy là 4 trừ cho 1 cộng cho 1 thì có là tổng cộng là 4 số. Thì lúc đó các bạn sẽ chọn được câu đúng của mình là câu câu 9B đúng không? 9B. Rồi. Và sau này mình nhớ nha, để có hai cực trị tức là delta phải của y phải là phải lớn hơn 0. Hoặc là em dùng delta cũng được tùy thôi. Ví dụ như mà thường thường anh nên dùng delta phải, tại vì thế nào cũng có số 2 đưa xuống nè, nên bạn dùng delta phải luôn. Còn không cực trị tức là delta phải của y phải là phải nhỏ bằng 0. Đúng không? Đây là lý thuyết các bạn. Rồi, tiếp tục qua câu 10. Đề này có 25 câu thôi đúng không? Đề này có 25 câu. Rồi, tiếp tục câu 10 nhé. Rồi các bạn cùng làm câu 10 cùng với mình. Câu 10 tiếp tục. Cho hàm số này, mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng, đi tìm min max của một cái hàm, đúng không? Câu 10 các bạn là comment chưa? Mình coi bao nhiêu bạn điền rồi đây. Mình thấy mới mới 100 bạn điền thôi nha, các bạn tranh thủ bạn điền thôi nha. Câu 10 tiếp tục của mình. Cho hàm số y bằng x cộng 1 chia x trừ m bình thỏa mãn min y bằng 1/2, mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? Rồi, ok. Câu này là họ cho một cái hàm phân thức các bạn, một cái hàm phân thức đúng không? Bậc nhất là x cộng 1 chia cho x trừ m bình. Rồi, thỏa mãn min của mình, người ta nói là min của thằng y này của mình trong đoạn là từ trừ 3 tới trừ 2 là bằng 1/2. Thì ở đây như mình nói là để đi tìm giá trị min và max á, các bạn phải kẻ được cái bảng biến thiên của nó, đúng không? Nên các bạn sẽ làm như sau. Cái đầu tiên của em á, là em y phải nó xuống nè. A nhân D trừ B nhân C là trừ M bình trừ 1 chia X trừ M bình tất cả bình. Khi nhìn vào thằng này á, thì chúng ta khẳng định là thằng này của mình luôn luôn là chắc chắn là một số âm rồi. Thì dĩ nhiên y phải này luôn luôn là một số âm rồi. Khi mà như vậy á, trừ M bình trừ 1 nữa chắc chắn là một số âm. Thì lúc đó mình đi cả bảng biến thiên của nó ra thôi. Đây là trừ 3 tới trừ 2. Thằng y phải của em luôn luôn âm, âm thì đi xuống. Và dĩ nhiên là min của mình đặt tại y tại trừ 2 và max của mình đặt tại y của trừ 3 đúng không? Tại nó đi xuống mà. Vậy min tại trừ 2 bằng bao nhiêu thì mình thế vào thôi. Chỗ nào có em thế trừ 2 vào thôi. Ta có là trừ 2 cộng 1 chia trừ 2 trừ m bình là bằng. Đề bài họ cho bằng 1 phần 2 đúng không? Min đặt tại y trừ 2 là bằng 1 phần 2. Bảo ở đây là 1 phần 2. Vậy từ đó các bạn sẽ suy ra thôi. Trừ 2 cộng 1 của mình là trừ 1 trừ 2 trừ m bình. Đó, bằng 1 phần 2 bằng bạn quy đồng lên các kiểu, bạn tìm ra thằng m. Vậy là xong câu này. Đó là câu nào đây các bạn? Rồi, quy đồng lên ha. Ta có là tương ứng thằng này của mình là trừ 2 bằng trừ 2 trừ m bình. Vậy hay nói cách khác là m bình bằng 0. Hay suy ra là m bằng 0. Khi m bằng 0 thì lúc đó bạn chọn đáp án của mình thôi. M bằng 0 thì trong tất cả những đáp án ở đây thì chỉ có duy nhất là câu B là thỏa mãn thôi, đúng không? Câu 10 của mình là 10B. Đúng không? 10B. Hôm nay sao thấy ngủ quên hết trơn, là được buổi đầu hoành tráng là buổi sau là bắt đầu tục đi gần trăm bạn luôn, thấy không? Rồi, đây là câu 10 của mình là 10B đúng không ạ? Câu là 10B. Rồi, học như vậy được ha, 10B tiếp tục. Rồi, đây là 10B ha. Nói chung là đối với những cái đầu tiên khi mà liên quan tới min max, tính đơn điệu hay cực trị, tư duy của mấy đứa là phải phát thảo được bảng biến thiên.
thì em cứ tạm làm theo kiểu tự luận là gì, y phải nó xuống thôi, nhìn vào y phải này luôn luôn là nhỏ hơn không nên mình kẻ bảng biến thiên như vậy luôn. Còn trường hợp mà lỡ như mình không biết là mình phải xét ra hai trường hợp đồng biến và trường hợp nghịch biến riêng. Còn đối với bài toán này là mình biết nó nghịch biến luôn nên các bạn làm nó luôn đúng không, đi xuống là trừ 3 và trừ 2. Cả lớp mình có ok các bạn, mình giảng tốc độ như vậy có phù hợp với mấy đứa không? Tại vì những cái buổi này mình hy vọng là toàn thể các bạn đều học được cả, từ bạn dở tới bạn giỏi, nên là những cái bạn mà yếu yếu lắm thì mình cố gắng một tí. Đôi khi mình giảng nhanh quá các bạn có thể coi lại, nếu thấy sư phụ giảng nhanh quá thì có thể coi lại những cái bài bộ 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 cày vết nha, để có thể coi lại những cái lần đó. Rồi câu 11 của mình, câu 11 rồi à, làm câu 11 này, câu 11 này không biết bạn nào con mình đúng không, các bạn con mình thử câu 11 ha, chứ nhiều bạn con mình sai câu này nè. Rồi câu 11 thử ha, câu 11 của mình có 25 câu thôi. Câu 11 tiếp tục: tập hợp giá trị của M để cái đồ thị hàm số này có đúng một tiệm cận là bằng bao nhiêu. À, đây là câu 11 của mình ha. Thì ở đây á, có đúng một tiệm cận thì đầu tiên của mình nhận định, nhận định ở đây một tí ha, đây là nhận định. Nhận định ở đây của mình là tiệm cận ngang luôn luôn có là y bằng không, vì cái bậc tử là nhỏ hơn bậc mẫu. À, dĩ nhiên rồi, nên tiệm cận ngang của mình là luôn luôn là y bằng không các bạn nhé. Bậc tử luôn luôn nhỏ bằng bậc mẫu nên ta có là y bằng không. Đó là cái điều đầu tiên. À, cái thứ hai nữa chúng ta nhận định, cái thứ hai nữa đó là gì? À, cái nhận định tiếp theo, cái thứ hai của mình nữa đó là chúng ta thấy là để thằng này có đúng một tiệm cận thì tiệm cận đứng của mình là phải không có. Đó, tiệm cận đứng của mình là phải không có. Mà tiệm cận đứng không có tức là mẫu của mình là phải là vô nghiệm, tức là cái phương trình mx bình phương trừ 2x cộng 1 bằng 0 phải là vô nghiệm. Và 4x bình phương cộng 4mx cộng 1 bằng 0 phải vô nghiệm. Bạn hiểu giùm mình như vậy thôi, chứ đừng có nói có nghiệm kép chung với nghiệm danh tử rồi gì hết á. Nếu trường hợp mà không có tiệm cận đứng là chắc chắn là mẫu là vô nghiệm rồi, nếu bạn cứ bập như vậy, được không? Bập như vậy. À, vậy là vô nghiệm. Vô nghiệm thì mình xử lý cái trường hợp này trước, các bạn xử lý nó ha. Ta có là vô nghiệm thì ở đây mình dùng delta phẩy đi. Delta phẩy cho nó khỏe. 1 trừ cho 4 à, trừ cho AC là trừ cho M là nhỏ hơn 0. Thằng này mình cũng dùng delta phẩy bạn nha, dùng delta phẩy luôn là ta có là chia đôi được là 4M bình. B phẩy bình á, 4M bình trừ cho AC là trừ cho AC là trừ cho 4 nhỏ hơn 0. À, nói chung cách khác ta sẽ được là gì? Thằng này của mình là m lớn hơn 1. Còn ở dưới đây là m sẽ lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn 1. Thì giao hai này với nhau thì được m bằng rộng các bạn. Chắc chắn rồi. Các bạn cả chục ra bạn thấy thôi, m nó sẽ bằng rộng. Thì nhiều bạn nói là chọn được câu D nhưng mà câu D là không đúng các bạn. Đó, à, tiệm cận đứng không có tức là hai thằng này mẫu của mình là phải vô nghiệm hết. Đó là cái điều đầu tiên. Vậy câu đúng của mình là phải là câu A cơ. Vì sao? Vì em để ý nè, hệ số lớn nhất có chữ M thì mình phải luôn luôn thử cái trường hợp đó ra. Tức là ở đây là trường hợp tiếp theo là trường hợp 2, đó là M bằng 0. Chắc gì thằng này đã là một cái phương trình bậc 2 các bạn. Phương trình bậc 2 thì delta phẩy của em là được như vậy đúng không? Mà chắc gì đã là một cái phương trình bậc 2, lỡ như là nó M đây bằng 0 thì sao? Vậy M bằng 0 mình thế ngược vào và lại nha, ta được y của em là bằng 2x trừ 1. Với m bằng 0 thì ở dưới của mình là trừ 2x cộng 1. Còn ở dưới của em là 4x bình phương cộng cho 1. Thì em thấy một điều là thằng này mình có thể rút gọn cho nhau. Ở trên là 2x trừ 1, ở dưới là trừ 2x cộng 1 thì mình rút gọn cho nhau đi. Ta có ở trên của mình là trừ cho 1 phần 4x bình phương cộng 1. Thì mình thấy là thằng này của mình á chỉ có một tiệm cận ngang thôi, còn mẫu mình vẫn là vô nghiệm đúng không ạ? Khi với m bằng 1 thì nó ra được câu này. Và khi nó ra được câu này rồi thì chắc chắn em thấy được một điều là sao? Thằng này vẫn thỏa mãn, nó có đúng một tiệm cận. Và tiệm cận đó là tiệm cận ngang y bằng 0 thôi. Còn mẫu bên vô nghiệm nên nó sẽ không có tiệm cận đứng. Nên m bằng 0 này là mình nhận. Vậy câu đúng của mình ở đây là câu 11 của mình là 11A. Đó, phải cẩn thận như vậy nha. Nhiều bạn làm rất là tốt ở trường hợp 1, nhận định khá là tốt. Nhưng em quên đi mất tiêu là em phải thử trường hợp m bằng 0. Nếu cái bậc cao nhất của mình có chữ tham số m thì lúc đó bắt buộc là em phải phải thử nó ra, đúng không? Thử nó ra bằng thế ngược lại vào phương trình thôi. Thì em thấy là đây là nó bị vô nghiệm. Cả lớp mình ok không? Đó là câu 11 của mình là 11A các bạn nha. À, trường hợp 1, hai cái này vô nghiệm, trường hợp 2 là m bằng 0. Rồi, tiếp tục câu 11 ha, đây là câu 11 của mình.
Rồi câu 12, số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số này là bằng bao nhiêu? Rồi câu 12. Câu 12 ở đây mình nhận định là đầu tiên của mình á, mình có thể nhận định nhanh luôn, đây là tiệm cận ngang và tiệm đây, đúng không? Đầu tiên là tiệm cận đứng chứ, cho nó dễ, là tiệm cận đứng là nghiệm dưới mẫu là 2x trừ 1 bằng 0. Ta có được là x bằng 1/2. Sau đó em lấy 1/2 em thế lên tử thì tử nó khác không rồi, vậy thằng này của mình là nhận thằng này là tiệm cận đứng. Vì 1/2 này đi lên tử. 1/2 bình cộng 3 chắc chắn khác không, vậy mình sẽ nhận cái tiệm cận đứng này. Còn tiệm cận ngang của mình á, thì đôi khi bạn nào cũng nhận định tốt á, thì ít tiến tới dương vô cùng và ít tiến tới âm vô cùng á, thì bạn nào nhận định tốt thì mình có thể ra luôn là tiến tới dương vô cùng thì đây là 1/2, đúng không? Còn tiến tới âm vô cùng là trừ 1/2 và nó sẽ có hai tiệm cận ngang. Còn đôi khi ví dụ bạn không biết thì bạn cứ bấm máy tính thôi, chả sao cả, bạn nhập thằng này vô trong máy tính, tiệm cận ngang á, bạn nhập vô trong máy tính thôi. Tiệm cận ngang là xét ở hai đầu múc ít tiến tới dương vô cùng, các bạn khôn một giá trị cực lớn thì nó bằng là 1/2 là 0,5. Còn ít tiến tới âm vô cùng, các bạn khôn một giá trị là cực bé, thì nó bằng là trừ cho 0,5. Và cơ bản thằng này của mình là số đường tiệm cận ở đây là gồm có hai cái, và chọn được câu đúng của mình là câu câu D. Câu 12 của mình là 12D, 12C chứ, ba cái đúng không? Ba cái, một tiệm cận đứng và hai tiệm cận ngang là ba cái, 12C đúng không? Rồi ok, Phương Nguyễn, Gia Ân, Đàm Vi, ok tất cả các bạn ha, câu 12 này là 12C được chưa? Rồi tiếp tục câu 13. Rồi câu 13 tiếp tục nha, đề này có 25 câu. Câu 13 tiếp tục. Tại hai điểm phân biệt, khi mà có từ cắt ở trong đây á, thì mình nghĩ ngay tới bài toán này là bài toán về tương giao các bạn. Bạn đừng có suy nghĩ gì nhiều đó, đây là bài toán về tương giao thôi. Và người ta yêu cầu là có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của M thuộc đoạn từ trừ 2020 tới 2020 để thằng này có đường thẳng. Vậy bây giờ trước mắt là cắt là hoành độ giao điểm đã. Các bạn cứ hoành độ giao điểm nó ra, ta sẽ có như sau là x cộng M là bằng 2x trừ 3 chia cho x trừ cho 1. Rồi sau đó là em quy đồng nó lên thôi đó, em quy đồng nó lên được là x cộng M nhưng cho x trừ 1 là bằng 2x trừ cho 3. Dĩ nhiên tập xác định ở đây là phải x khác 1 đó rồi. X không thể bằng 1 nữa nha, x phải khác 1. Rồi quy đồng nó vô thôi, ta được là gì? X bình phương trừ x cộng mx trừ m. Các bạn nhân phân phối nó vào thôi, đúng chưa? Đó, cứ làm tiếp tục từ từ, rồi sau đó là biện luận của nó là có hai nghiệm phân biệt thôi các bạn. Rồi thì thằng này rút gọn lại đã được gì đây? Ta có là x bình phương trừ x với trừ 2x là x bình phương, cái này trừ x này, 2x với mx thì được là cộng cho m trừ 3 nhân x, trừ 3 với trừ 3 là trừ 3 cộng m cộng 3 bằng 0. Để thằng này có được hai điểm cắt phân biệt, tức là phương trình này á, của mình á, nó phải có hai nghiệm phân biệt và hai nghiệm đó đồng thời phải khác một, đúng không? Tại vì nó bằng một là không được đâu, tức là delta của em là phải, delta của em là bằng là m trừ 3 tất cả bình trừ cho 4 lần AC là trừ cho 4 nhưng cho trừ m cộng 3 là phải lớn hơn không, và cái thứ hai này là phải khác một. Khác một của mình là thế vào đây là ta được là một bình cộng cho m trừ 3 nhân 1 trừ m cộng 3 là phải khác không đó, tại vì cái phương trình phải khác một, khác một thế vào đây là phải khác không. Sau đó bạn giải cái delta này ra thôi, đúng không? Ta có là thằng này em giải delta nó ra, rút gọn các kiểu được là m bình trừ 6m được là m bình trừ 6m với cộng 4m là trừ 2m, 9 với đây là trừ 12 được là trừ 3, lớn hơn không. Ở dưới của em thì thôi mình cho kết quả luôn nha, m trừ 3 là m là hết nè, 1 trừ 1 hết, đây là 3 đúng không ạ? Rồi trừ 3 với 3 là hết, còn lại 1, 1 khác 0 là dĩ nhiên đúng rồi. M bình trừ 2M trừ 3 mà muốn lớn không thì lúc đó là M của em là phải như thế nào? M của em là phải nhỏ hơn trừ 1 hợp với là M lớn 3. Đây là điều kiện để nó xảy ra được có hai nghiệm phân biệt, đúng không ạ? M phải nhỏ hơn trừ 1 và M phải lớn hơn 3. M phải nhỏ hơn trừ 1 và M phải lớn 3, đó là điều kiện để cái phương trình này các bạn có được là gì? Hai nghiệm phân biệt. Thì người ta nói là M của em là chạy trong đoạn là từ trừ 2020 tới 2020 các bạn nha. Vậy bây giờ mình đếm nè,
Cái trường hợp ở đây là m nhỏ hơn trừ 1, tức là mình lấy từ đâu? Mình lấy từ trừ 2020. Nhỏ hơn trừ 1 tức là mình lấy đến trừ 2 thôi là mình dừng. Thì các bạn đếm nó ra bao nhiêu cái nha. Số cuối trừ số đầu cộng cho 1. Trừ 2 trừ 2020 là 2018 cộng cho 1 là 2019 số. M lớn hơn 3 mà mình lấy trong đoạn này, tức là mình suy ra mình lấy trong đoạn là từ lớn hơn 3 là mình lấy từ số 4 trở đi, đúng không bạn? Lấy số 4 trở đi tới là 2020. Thì lúc đó mình suy ra là số cuối trừ số đầu cộng cho 1 là bằng 2017 số. Sau đó em cộng hai thằng này lại với nhau, đúng không? À, 2017 số, đúng không? Số cuối trừ số đầu cộng cho 2017 số. Rồi. Rồi bạn cộng lại với nhau 2019 cộng 2017 được là 4036 thôi, các bạn chọn được là câu đúng của mình là câu A. Rồi, ok. Câu 13 của mình là câu 13A nha. Rồi, bạn nào có thắc mắc gì không? Thì ở đây là người ta nói là có hai điểm phân biệt, các bạn đi hoành độ giao điểm bằng quy đồng lên thôi. Sau đó em giải cái delta này ra, đúng không? Delta của mình lớn hơn không và phải khác cái tập xác định, tức là khác một ở đây nữa, các bạn làm ra thôi. Thì câu này là 13 của mình là 13A. Rồi, chúng ta còn 6 câu. Tốc độ như vậy có vừa phải các bạn. Rồi, 13A nha, tiếp tục câu 14 của mình. Rồi, câu 14 chọn nhanh này các bạn. Câu 14 chọn nhanh. Rồi câu 14 ở đây thì mình chọn cực nhanh rồi. Ở đây là họ cho một cái hàm bậc 4 là y bằng ax mũ 4 cộng bx bình phương cộng cho c. Hàm này của mình là có mũi tên hướng xuống nên chắc chắn a của mình là phải nhỏ hơn không, đúng không ạ? A của mình là phải nhỏ hơn không. Mình kể lại cái đồ thị nè. Rồi, thứ nhất là a ở đây là phải nhỏ hơn không, là nhìn vào đây sẽ thấy mũi tên hướng xuống là a nhỏ hơn không. Cái thứ hai này ở đây nè, ứng với x bằng 0 thì y của bạn bằng 0, đúng không bạn? Tức là x bằng 0, y bằng 0, ứng với là c bằng 0 luôn. X bằng 0 thì y bằng 0, cái điểm này nè, đi qua điểm này mà, đúng không? X bằng 0, ta có a nhân 0 mũ 4 cộng b nhân 0 bình cộng c bằng 0, tức là c của mình bằng 0 chắc chắn rồi. Rồi ở đây có ba cực trị nên ta có đẳng thức là gì? A nhân b là phải nhỏ hơn 0. Từ đó đã có a nhỏ hơn 0 rồi, từ đó suy ra b của mình là phải lớn hơn 0. Và từ những cái đẳng thức này chúng ta suy ra được cái đáp án của mình thôi. A nhỏ hơn 0, B lớn 0 và C bằng 0. Thì các bạn sẽ chọn được cái đáp án đúng của mình là câu nào đây? Câu 14 là câu C, đúng không? Câu 14 là câu C. Đó, bạn nào mà yếu về cái phần này quá thì bạn coi lại cái phần đồ thị thôi. Trong cái phần đồ thị mình chia ra là từ hàm bậc 3 tới hàm bậc 4, tới hàm phương thức, nó đầy đủ cho mấy đứa rồi. Các bạn có thể vô trong đó bạn coi lại ha. Thì các bạn sẽ nắm được thôi. Được chưa? A nhỏ hơn 0, C bằng 0 và B lớn 0. Đó. À, ví dụ như cái hàm 4 này cắt ở trục dương thì C nó lớn hơn 0 thôi, cắt ở trục âm là C nhỏ hơn 0 thôi, được chưa? Còn cái mũi tên thì dễ, mũi tên hướng xuống là bé hơn 0, lớn lên là A lớn 0. Bao nhiêu cực trị nữa là xong, nó kết hợp vô thì ra B. Thì hàm bậc 4 nó không khó ha. Rồi câu tiếp tục câu 15. Rồi câu 15 hỏi cho một cái hàm phân thức. Rồi các bạn cũng làm hàm phân thức này ra luôn nhé. À, bây giờ các bạn cũng làm hàm phân thức câu 15 này của mình. Rồi câu 15 ở đây chúng ta thấy đây là một cái hàm phân thức y bằng x cộng b chia x cộng c. X cộng c thì thằng này khi đó tổng a cộng b cộng c bằng bao nhiêu các bạn? Cái việc đầu tiên là chúng ta nhận định là chúng ta nhìn vào tiệm cận đứng của nó trước, nhìn vào đồ thị chúng ta thấy được tiệm cận đứng, tiệm cận đứng của nó là x bằng 1. Đúng không? Và tiệm cận ngang của cái đồ thị mình nhìn vào trong hình vẽ của mình á, tiệm cận ngang mình nhìn sơ sơ trong hình vẽ là đường thẳng nằm ngang á, được là y bằng trừ 1. Được không? Được chưa? Là y bằng trừ 1. Rồi. Thì x bằng 1 của em thì em để ý là tiệm cận đứng khi mà nhìn hàm phân thức ở đây ta sẽ có là tiệm cận đứng của mình là x là bằng trừ c. Còn tiệm cận ngang của đây là y của mình là bằng a. Mà ta có x bằng 1 là bằng trừ c là bằng trừ c. Y là bằng a là bằng a. Vậy từ đó mình suy ra c của em là bằng trừ 1. Còn a của em ở đây là bằng trừ 1. Đó, đúng không ạ? Ta có được c và a như vậy dựa vào tiệm cận đứng. Đó, tiệm cận đứng x bằng trừ c họ cho bằng 1, tức là c là bằng trừ 1. Tiệm cận ngang là a chia 1 là bằng a. Coi cái đồ thị ta thấy tiệm cận ngang của mình là y bằng trừ 1 nữa. Chúng ta suy được a bằng trừ 1 luôn. Có được điều này rồi chúng ta muốn tìm b, chúng ta dựa vào điểm đặc biệt. À, điểm đặc biệt là điểm nào các bạn, nó đi qua điểm nào, đồ thị này đi qua điểm nào các bạn nhỉ? Đồ thị này của mình là đi qua điểm là ta có là x bằng 0 thì y bằng trừ 2. Đúng không? Nó đi qua điểm này đúng không ạ? Bạn thấy cái đồ thị của mình không? À, nhìn lên cái đồ thị của mình tọa độ x bằng 0, y bằng trừ 2, cái nằm ở dưới các bạn thấy không? Tại vì mình không có cái nháp ở đây nữa bạn.
Bạn coi giùm mình nha, x bằng 0 y bằng trừ 2, ta bằng thế vào cái đồ thị thôi. X bằng 0 thế vào đây ha. Rồi ta có là a nhân 0 là 0 cộng cho b chia cho 0 cộng cho c bằng trừ 2. Mà ta có c bằng trừ 1 rồi, tức là suy ra b của mình là bằng trừ 2c. C bằng trừ 1 nữa ta có là trừ 1 nhưng vô đây là bằng 2, b bằng 2. Vậy chung quy là ta có là a bằng trừ 1, b bằng 2 và c bằng trừ 1. Thì người ta yêu cầu tính tổng ba thằng này lại, bằng cộng lại thôi. Cộng ba thằng này lại với nhau ta được là bằng bằng không. Các bạn chọn được là câu đúng của mình là câu câu D. Ok không? Câu 15 của mình là 15D. Đúng không? Dựa vào những cái đồ thị tìm vững đứng và tìm vững ngang bạn làm ra thôi. Sau đó dựa vào điểm đặc biệt nữa bạn làm được câu này. Đấy. Điểm đặc biệt là của mình nhìn vào đồ thị điểm cắt với trục OI đấy. X bằng 0 thì Y bằng trừ 2 đó, thấy không? Rồi cả lớp mình ai không hiểu thì cứ hỏi bà nha, đừng có ngại ngùng gì các bạn nha. À, các bạn học các bạn cứ hỏi bài, chuyện là chuyện bình thường thôi. Rồi tiếp tục câu 16. Bạn nào yếu về hình quá thì coi lại cái bộ cây tết, coi lại cái phần mà về góc và khoảng cách câu 16 này. Câu 16 này phải bắt buộc phải là làm được nhanh các bạn. Ở đây họ cho góc của cả hình ra nha, họ cho đây là một cái tam giác SA góc với đáy. Đây là SA của mình, SABC. Đúng không? Rồi ta có AC là bằng A, BC bằng A căn 2, SA vuông góc với đáy. Đó, bằng A như vậy. Người ta yêu cầu tính góc của SB và đáy. SB và ABC thì cái này bắt buộc phải làm nhanh ra. Điểm chung của mình là điểm B. Hai ô này các bạn điền là hai ô của đường cao. Đó, đường cao của mình là S và A. Thì đây là S và A, góc của mình là góc SBA. Góc SBA của mình là góc này đúng không bạn? Đây, đúng không? Nhắc lại, xác định điểm chung nè. Hai ô còn lại các bạn điền hai ô của đường cao thôi là S và A. Thì thôi mình Pythagore nhanh nhé. Ở đây là vuông tại C, là Pythagore ra thằng này của mình là A bình cộng 2A bình là 3A bình, căng lên là căng 3A. Muốn tính thằng này là áp dụng vô tan thôi, tan alpha. Đúng không? Là bằng đối chia kề là bằng A chia cho A căn 3 là bằng 1 phần căn 3. Từ đó suy ra alpha của mình thôi. Alpha của mình được là 30 độ, đúng không? 30 độ bạn chọn được câu C. Rồi ok. Rồi câu 16 của mình là 16C. Rồi. Rồi, rất là nhẹ nhàng ha, 16C. Ok, Phương Nguyễn nè, làm Vi Quốc Việt. Như mình nói là học cái gì cũng vậy, các bạn nên coi đề test trước, sau đó mình đi tìm tòi những câu hỏi trong đề test đó mình có làm được hay không. Sau đó mình coi live nó sẽ rất là hiệu quả các bạn. Rồi, mình hy vọng những cái buổi sáng này mình không phải khắt khe với bạn mấy đứa đâu, nên các bạn ráng các bạn học cho nó tốt và ha. Nên để mình phí công những cái buổi sáng này lắm. Phí công của mấy đứa, đó, cả phí công của sư phụ nữa. Rồi câu 17 của mình khoảng cách. Họ cho SA vuông góc với đáy. Đáy của mình là một tam giác vuông đỉnh B. Đây là A nè, B nè, C. Vuông tại đỉnh B nha. Rồi. Khoảng cách từ A tới SBC bằng bao nhiêu thì ôn lại về khoảng cách, bạn nào mà yếu thằng này quá thì bắt buộc em phải học lại rồi nè. Khoảng cách từ A đến SBC như mình nói các bạn á, các bạn có những cái bước làm như sau. Bước 1 xác định địch nè, luôn luôn xác định cạnh ở đáy, cạnh đáy của mình là cạnh BC này. Đúng không? Cái thứ hai nữa, bước thứ hai của em làm mọi bài toán về khoảng cách luôn, các bạn xác định đường cao của mình là SA này, sau đó tung đường quyền. Đường quyền thứ nhất nè, đây là SA là đường cao này, từ chân đường cao kẻ một cái đường thẳng vuông góc với cạnh ở đáy, cạnh BC. Thì đây họ kẻ sẵn cho mình rồi đúng không? Đó là AB thì bạn chỉ cần nối lại thôi. Rồi từ S này nối xuống ở đây. Rồi cái tiếp theo là tung đường cao lên trên được là AH. Vậy AH của mình chính là khoảng khoảng cách đúng không bạn? Vậy AH ở đây là khoảng cách. Khoảng cách từ A tới SBC thôi, rất là easy thôi. Đầu tiên xác định cạnh đáy BC nè, SA tương đương quyền vuông góc, tại vì ở đây họ kẻ vuông rồi. Kẻ vuông góc ở đáy á, từ A kẻ vuông góc với BC là AB nè, S này nối xuống tung đường quyền. Bạn nào yếu quá thì mình coi lại cái phần khoảng cách giùm sư phụ nha. Cái thằng này mà nói lại nữa thì rất là kỳ, nên các bạn nào ví dụ mình không biết cái này có thể coi là cái bốn buổi lấy góc hình học không gian á, trong đó mình có nói rất là kỹ rồi. SA bằng 2A. Thì từ đó suy ra khoảng cách thôi, ta có là 1 phần AH bình là bằng 1 phần SA bình cộng 1 phần AB B bình, rồi từ đó suy ra AH của mình là bằng, đúng không? Mà bấm máy tính thôi. 1 chia cho 2 bình rồi cộng 1 chia cho 1 bình. Rồi, lấy 1 chia S rồi căng nó lên thì được là 2 căn 5 phần 5. Các bạn sẽ chọn được là câu đúng của mình là 17, là câu A, đúng không? Những câu này về sau là phải làm nhanh nha. Các bạn chọn được là câu A. Đấy. Đó, cứ 1 chia 2 bình rồi 1 chia 1 bình là 1 chia S rồi căng nó lên cả nữa là xong ha.
Rồi tiếp tục câu 18. 18, 19 đúng không? Vẫn là câu những câu về thể thể tích, câu 18 của mình, câu 18. Rồi câu 18 đó các bạn. Câu 18 ở đây là có cái góc, đầu tiên là mình đọc hình là mình phải kẻ được hình. Hình ở đây là hình có SA của góc với đáy là bằng mẹ đáy ra trước nè, đúng không? Đáy của mình. Đáy của mình là một cái hình chủ nhật, các bạn cứ vẽ là hình bình hành thôi. Đây là ABCD của mình. Và ta có là SA vuông góc với đáy. Đây là SA của mình là vuông góc với đáy. Đúng không? Ta có AB bằng A nè, AD bằng A căn 3. Thì từ đó người ta yêu cầu góc của mình mà bạn phải mã hóa được cái góc này ra, còn không mã hóa được là coi như là mình làm không được. À, góc này bằng cái gì? Bằng 60 độ là bằng ở đâu đây? Bằng góc này là góc gì các bạn? Đầu tiên á, cái việc xác định góc của hai phẳng các bạn xác định nhanh như sau này. Bước 1 của em là đi tìm giao tuyến là BC. Bước thứ hai của em là từ hai điểm của đường cao là phương pháp hai quyền đó, đúng không? Mình có nói ở bốn buổi lấy góc của cái bộ quà Tết á, bạn nào không biết thì coi lại rất là nhanh thôi. Em nhắm mắt em kẻ cũng được, là từ A các bạn kẻ vuông góc với BC thì đó là AB. Từ S này nối xuống thì chắc chắn góc của bạn ở đây. Đó đã có phương pháp rồi. Đó, từ S và A, từ trung đường cao bạn kẻ vuông góc với BC, từ S này nối xuống góc của mình ở đây và góc này của mình là bằng 60 độ. Thì khi có góc này là 60 độ thì gợi ý cho mình tính được SA của mình là bằng gì? SA của mình là có này góc 60 độ, có được AB thì SA bằng tan 60 độ. Nhưng cho AB thôi là bằng căn 3A. Rồi có được SA và có được đáy rồi thì tính được V thôi. V bằng 1 phần 3 SA nhưng cho diện tích của tam giác ABCD là bằng 1 phần 3 căn 3A. Nhưng cho diện tích đáy của mình là A bình căn 3. Vậy các bạn sẽ được là A mũ mũ 3, các bạn nhận được là câu C. Ok không? 18 của mình là 18C các bạn. Được chưa? Xác định góc cực nhanh, có góc rồi xác định đường cao và thế thế mà đi tính thôi. Vậy là 18 của mình là 18C, đúng không? 18 của mình là 18C. Rồi tiếp tục câu 19 của mình. Một lần nữa chúng ta lại ôn tập về cái khối cầu. Không biết bạn nào còn nhớ về khối cầu không? 19 của mình. Khối cầu nó có 3 dạng chính. Đó, khối cầu nó có 3 dạng chính. Dạng thứ nhất là dạng có cạnh bên vuông góc với đáy, là dạng cạnh bên vuông góc với đáy giống vậy nè. Thì lúc đó các bạn chỉ cần nhớ công thức và làm nó thôi. Ta có R ở cầu bằng căn của R bình đáy cộng H chia 2 tất cả bình. Thì đây là công thức để xác định được R cầu. Được chưa? Trong cái dạng khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy. Ví dụ như bạn quên thì bạn có thể lật lại cái bài khối cầu, bạn coi là những công thức này thì bạn sẽ thấy được nó thôi, đúng không? Chả có gì cả. Ở đây họ cho hình vuông, thì tức là ở đáy đáy của mình là một cái hình vuông. Vậy R đáy của bạn là bằng đường chéo chia đôi, đúng không? R đáy của bạn là đường chéo chia đôi, ta có là R đáy của em là bằng AC chia 2. AC của em là bằng A căn 2 chia 2. Đây là R đáy của mình, đúng không? R đáy của mình là bằng AC chia 2, tức là A căn 2 phần 2. Cái thứ hai là đường cao của mình ở đây á, là H của mình á, là bằng SA, là bằng A căn 3. Vậy để xác định được R cầu thì lúc đó các bạn chỉ cần áp dụng công thức vô thôi là xong, bấm máy tính thôi. R bình đáy là A căn 2 chia 2 tất cả bình, cộng cho H chia 2 là A căn 3 chia 2 tất cả bình. Rồi sau đó bạn bằng ra thôi, thì đây là công thức của R cầu, đúng không? Rồi. Căn của căn 2 phần 2, căn 2 chia 2 tất cả bình cộng cho căn 3 chia 2 tất cả bình. Rồi sau đó là được như vậy là căn 5 phần 2, căn 5 phần 2 là kết quả cận tỉ của mình, các bạn chọn được là câu A. Đây là bán kính của cái mặt cầu này. Được chưa? Câu 19, tức là khi mình làm những cái thằng này nó khá là tốt để mình ra rì lại những kiến thức của các bạn. Và cái thứ hai nữa, các bạn có thể ra soát lại những cái kiến thức của bạn bị hỏng ở đâu. Quay lại chủ động, quay lại chuyên đề để mình bổ trợ lại các bạn nha. Câu 19. Rồi tiếp tục câu 20. Câu 20 ở đây là hỏi đồ thị này có bao nhiêu điểm cực trị. Rồi gần xong rồi nha. Còn thêm 5 câu nữa là kết thúc bài của ngày hôm nay. Có buồn ngủ chưa? Có bạn nào buồn ngủ chưa các bạn? Đó, các bạn thấy không? Hôm nay cứ vô đi từ từ. Cứ không phải ai cũng động lực đâu. Nhiều bạn ngủ quên chắc chắn luôn ấy. Rồi câu 20 của mình là hỏi đồ thị này có bao nhiêu điểm cực trị. Đầu tiên mình nói là hàm bậc 3 này có hai nghiệm. Bậc 3 mà có hai nghiệm thì chắc chắn của mình á
là phải có một điểm tiếp xúc. Có hai nghiệm thì chắc chắn nó phải có một điểm tiếp xúc các bạn. Ví dụ ở đây này, đây là y và đây là x của mình, thì chắc chắn nó phải có một điểm tiếp xúc thì nó mới có hai nghiệm được, đúng không? À, tiếp xúc này có thể là tiếp xúc trên. Rồi ví dụ đây là cắt, có đúng hai nghiệm thực phân biệt. À, nó phải có tiếp xúc. À, đây là như vậy nè. À, nó phải tiếp xúc như vậy, đúng không? Thì nó mới có hai nghiệm, đây là một nghiệm và hai nghiệm. À, hoặc là nó tiếp xúc dưới, nói chung là bằng 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 vẽ một hình như vậy đi, thì người ta hỏi là y bằng tuyệt đối của ax mũ 3 cộng bx bình phương cộng cx cộng d bằng bao nhiêu đó. Thì số điểm cực trị của hàm này là bằng a cộng b, còn nhớ không, là bằng a cộng cho b. A là số điểm cực trị của hàm này. Số điểm cực trị của hàm bậc 3 này mình đếm ra cái là bao nhiêu cái? 1 và 2, hai cái. Cái B của mình là bài toán tương giao của cái hàm này với trục Oxy bằng 0. Và không lấy điểm tiếp xúc, ở đây mình lấy một cái thôi đúng không ạ? Là B là 1. Đó, có hai cực trị nè. B là số điểm, số nghiệm của bài toán tương giao Fx bằng 0, thì trong này là chỉ có một điểm cắt thôi là một cái, và cộng lại với mình là ba cái. Câu trả lời là câu D. Còn không thì bạn có thể kẻ hình cũng được. Khi bạn xác định được cái hình vẽ là bậc 3 mà có được hai nghiệm phân biệt nên chắc chắn sẽ có một điểm tiếp xúc. Thì khi bạn vẽ hình là gì? Bạn bỏ đi cái phần phía âm này, bài toán tuyệt đối cách vẽ hình là bỏ đi phần ở phía âm, sau đó đối xứng lên trên thì em đếm nó ra vẫn có được ba cái. Đúng không? Còn không thì em nhớ là khi mà đối với đồ thị y bằng tuyệt đối của x thì a là số điểm cực trị, còn b là số bài toán tương giao Fx bằng 0, tức là cắt với trục của x, không lấy điểm tiếp xúc ha. Thì câu này là 20 của mình là câu D, đúng không? 20 của mình là câu D, ba cái thôi. Đó. Cái ý mà có hai nghiệm phân biệt nó khá là quan trọng nhé bạn. Có ba nghiệm thì nó cắt trục ở tại hai điểm, đúng không? Ví dụ có ba nghiệm thì nó cắt ra tại hai điểm 1, 2, 3. Mà có hai nghiệm thì chắc chắn phải có một điểm tiếp xúc. Đó là cái ý đồ của bài toán như vậy. Rồi tiếp tục câu 21. Rồi câu 21 bạn nha, câu 21 của mình. Rồi S là tập hợp tất cả giá trị nguyên của M sao cho phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Rồi câu 21 làm sao? Đầu tiên đây là một cái bài toán mà chúng ta phương trình mũ, chúng ta đặt ứng phụ để chuyển về cái phương trình bậc 2 đúng không? À, sau đó chúng ta đi biện luận nó thôi là xong câu này. À, đầu tiên chúng ta đặt T là bằng 5 mũ x đi. À, điều kiện là T là phải lớn hơn 0 thì nó mới có nghiệm được. Thì thằng cái phương trình bậc 2 của mình nó sẽ trở thành là T bình 25x đúng không? 25x mình ghi lại nè. Trừ cho m nhưng cho 5x nhưng cho 5 cộng cho 7m bình trừ 7 bằng 0. Thì đây là một cái phương trình bậc 2 các bạn, đây là T bình trừ cho 5mt cộng cho 7m bình trừ 7 bằng 0. Để thằng này có hai nghiệm phân biệt, để cái phương trình này nè có được hai nghiệm phân biệt, thì dĩ nhiên ở dưới của em cũng phải có hai nghiệm phân biệt, tại vì ứng với mỗi t nó sẽ có được mỗi x nên thằng này cũng có hai nghiệm phân biệt, nhưng mà phải hai nghiệm phân biệt dương, đúng không? Đề bài người ta yêu cầu là phương trình x này là có hai nghiệm phân biệt, thì khi sau khi mình đặt ứng phụ thì mình để ý là gì? Mình chuyển về một cái dạng phương trình bậc 2, để thằng này có được hai nghiệm phân biệt thì ta phải có hai nghiệm phân biệt dương, đúng không? T dương, tại vì ứng với một t dương thì nó mới có được một nghiệm x được. Rồi sau đó bạn giải quyết ra thôi, ta có là delta của mình là phải lớn hơn 0. Và các bạn giải quyết ra delta của mình là gì? 5m tất cả bình trừ cho a nhân c là trừ cho đúng không? 4 nhưng cho 7m bình trừ cho 7 lớn hơn 0. Các bạn giải quyết thằng này ra thôi đúng không? Hai nghiệm phân biệt dương là delta lớn 0 nè. Cái tiếp theo là gì nữa? S lớn hơn 0 và b lớn hơn không, hai nghiệm phân biệt dương mà. Hai nghiệm phân biệt là delta lớn không, hai nghiệm phân biệt dương là cộng lại nó cũng phải lớn hơn không, và tích của nó cũng phải là một số dương đúng không? À, nên ở đây các bạn còn thứ nhất tiếp theo là gì? S lớn không, S của mình là bằng trừ b chia a, tức là 5m phải lớn không, và tích của nó cũng phải lớn không, tức là 7m bình trừ 7 là phải lớn hơn không. Đó, các bạn giải cái bức phương trình này ra đúng không, giải bức phương trình này ra thôi. Thì thôi mình cho bạn kết quả nha. À, final giải mình sẽ gửi bạn sau. Nói chung là ở đây các bạn sẽ ra được là m của mình lớn hơn 0, lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2 căn 21 phần 3.
tại vì tới đây là việc của mấy đứa thôi, chứ không có khó khăn gì nữa đâu, các bạn tự xử lý nó ra thôi. Thì thằng này của mình đếm nó ra thì tao thấy là hai căn 21 chia 3 được là 3,05, vậy mình đếm nó ra được là bằng 2 bằng 3, m bằng 2 và m bằng 3, thì kết quả đúng của mình, các bạn sẽ chọn được câu đúng của mình là câu C, đúng không? Nhiều bạn chỗ này học khá là tốt luôn ấy, đúng không? Câu C đúng không ạ? Rồi 21 của mình là 21C thôi. Các bạn giải phương trình, bạn nhớ là bạn khi bạn đặt T là chuyển về phương trình bậc 2 rồi, thì thằng này để có được hai nghiệm phân biệt x thì phải có hai nghiệm phân biệt T dương. Thằng này các bạn không đi cô lập được M đúng không? Các bạn bắt buộc phải làm delta S và B nè. Đó. Rồi câu 21 của mình là như vậy, ôn lại về phương trình mũ của mình một tí, đó. Rồi câu 22. Rồi các bạn cùng làm câu 22. Ở đây ta có là 4x trừ cho 3 nhân cho 2 mũ x cộng 1 cộng m bằng 0. Chết hết mực hết trơn rồi ta. Rồi lấy cái bút đỏ viết luôn. Thì thằng này của mình ta sẽ có được là 4x trừ 3 nhân cho 2 mũ x nhân 2 cộng m bằng 0. Thì đặt t bằng 2x ra, đặt t bằng 2x. T là phải lớn không thì ta được cái phương trình bậc 2 là gì? T bình trừ cho 6t cộng m bằng 0. Thì đây là một cái phương trình bậc 2 của mình. Thì ở đây bạn để ý nè, phương trình mũ mà họ cho tổng, các bạn làm sao bạn nhớ không? Bạn mũ lên cho hai vế thôi. Ở đây nếu họ phương trình mũ họ cho tổng, đây là cách dạng của mình đã học luôn rồi các bạn. Bạn đặt là cái gì đó bằng mũ lên cho hai vế thôi là xong, ta có là hai mũ lên cho hai vế là kết thúc bài này. Hai mũ trừ một đúng không? Hai mũ trừ một, ta có được là hai mũ x một cộng x hai là bằng hai mũ x một nhân hai mũ x hai là bằng hai mũ trừ một là bằng 1/2. Rồi hai mũ x một thì nó ứng với là t một thôi, vì mình đặt t bằng hai mũ x mà, hai mũ x một ứng với t một. Hai mũ x hai ứng với t T2 bằng 1/2. T1 nhân T2 là bằng C chia A là bằng M, là bằng 1/2. M bằng 1/2 thì có thể bạn thử lại để em coi thằng này có phải là hai nghiệm T dương hay không. Còn thực sự đối với bài toán này mình thấy là không có M nào bằng rỗng thì thôi mình chọn luôn các bạn, 1/2 chọn được câu C. Câu 22 của mình là 22C. Em lấy cả trừ 3 hả? Rồi câu 22 của mình là 22C đúng không? 22C. Rồi 22C. Đó. Đây là một cái dạng rất là quen các bạn. Nếu bạn học về phương trình mũ mà có dạng á, thì đây là một dạng khá là quen, tức là phương trình mũ họ cho một cái biểu thức tổng. Thì em đặt T là cái gì đó, em cứ mũ lên cho hai vế thôi là xong. Rất là easy thôi, đúng không? X1 cộng X2 bằng -1 thì em mũ lên cho hai vế, hai mũ lên cho hai vế. Tới đây thế nào cũng áp dụng cái định lý VS của cái phương trình bậc 2 mà sau khi chúng ta biến đổi à. Đó, đó, hiểu bài không? T1 nhân T2, những thằng này đều học hết rồi, chúng ta ôn tập lại ha. Rồi, phương trình mũ họ cho tổng thì loga nó sẽ cho tích, nó sẽ ngược lại các bạn nha. À, ví dụ ở đây mình cho một bài loga luôn, câu 23 này để ôn tập lại cho mấy đứa luôn nè. Đó. Rồi, đây là câu 23 của mình. Thì đối với câu 23, cái việc đầu tiên của em là em để ý là loga mà họ cho tích. Loga cho tích. À, phương pháp làm của mình là loga lên cho hai vế thôi. Cái việc đầu tiên là mình đặt ứng phụ đó, mình đặt t bằng loga 3x đã. Thì cái phương trình này trở thành một cái phương trình bậc 2, đó là t bình trừ cho mt cộng 2m trừ 7 bằng 0. Ở đây bài họ cho là x1, d cho nè, ta có d cho nè. D cho là x1 nhân x2 là bằng 81. Thì các bạn chỉ cần lấy là loga cho hai vế. Hồi nãy là mình lấy mũ lên cho hai vế, thì đối với phương trình loga bạn lấy loga lên cho hai vế là xong. Được chưa? Loga 3 của 81. Loga 3 của x1 nhân x2 bằng loga 3 x1 cộng cho loga 3 của x2 bằng loga 3 của 81 là bằng 4. Loga 3 x1 của mình là bằng t1. Log 3 của x2 là bằng t2, vì mình đặt t bằng log 3 x mà đúng không? Đây, cộng t2 là bằng 4. Thì t1 cộng t2 bằng 4, thì từ đó suy ra là t1 cộng t2 bằng b chia cho a là bằng m là bằng bằng 4.
thì M bằng 4 lúc đó bạn chọn được là câu đúng của mình là câu câu A. Thì nếu bạn học về dạng tốt á, đó là những cái dạng này là dạng bắt buộc là phải biết à. Loga họ cho tích, còn mũ là họ cho tổng, mũ lên cho hai vế. Còn khi họ cho loga cho tích á, bạn loga lên cho hai vế thế là xong. Vậy 23 của mình là 23A. Ở đây sư phụ hỏi bạn một tí nha, còn hai câu thì thôi sư phụ sẽ hỏi bạn một xíu. Các bạn muốn sư phụ làm đề như vậy hay là muốn sư phụ giải theo kiểu chuyên đề? Ở đây mình lấy theo kiểu số đông một tí nha. Lấy theo kiểu như một số đông, tại vì tài liệu rất là đắn đo đó các bạn. Trong cái đợt Tết này mình muốn giúp đỡ các bạn nhưng mà thực sự là rất là đắn đo, không biết các bạn thích cái nó phù hợp với bạn. Thứ nhất là bạn muốn giải đề, sau đó mình tự coi lại cái chuyên đề, hay là muốn sư phụ các bạn là đồng hành với bạn là mình học lại tất cả những cái chuyên đề luôn. Học lại tất cả những cái chuyên đề thì thực sự nó sẽ rất là khó tại vì rất là nhiều đó. Nhưng mà ví dụ một buổi mình dành ra tầm khoảng 2 3 tiếng thì nó cũng hết. Ví dụ thay vì mình like 1 tiếng rưỡi thì mình like tầm khoảng 3 tiếng về cái chuyên đề luôn các bạn. Còn giải đề này thì thực sự là nó không hề thấm được kiến thức nhiều, tại vì đôi khi á, nhiều bạn học tốt thì không nói, nhiều bạn học dở dở thì yếu yếu thì các bạn phải siêng, tức là mình phải coi lại những cái bộ cày Tết của sư phụ á, bạn chủ động bạn coi lại, bạn làm đề lại. Những cái file lời giải đây hoàn toàn là đều có file lời giải hết cho mấy đứa, được chưa? Nên là thực sự là cái chuyên đề á, chuyên đề mỗi chuyên đề như vậy nó sẽ rất là dài các bạn, nó sẽ rất là dài luôn. Nên trước mắt là cái mình muốn lấy ý kiến các bạn một tí. Nó có hai cái nhược điểm giải đề này thì mình sẽ không hề thấm được kiến thức được nhiều, tại vì mỗi dạng nó sẽ có một giờ bài tập riêng. Nhưng mà mình làm riêng như vậy thì nó không hề thấm được. Còn đối với chuyên đề thì cơ bản nó có nhược điểm của nó là gì? Mình like nó sẽ rất là nhiều, tại vì nguyên cả học kỳ mà mình chắt lọc ra thì khi mình like mỗi chương như vậy và để đầy đủ dạng cho các bạn thì nó khá là dài các bạn. Nó khá là dài luôn các bạn. Được không? Nên cái gì nó cũng sẽ có những cái ưu và nhược điểm riêng của nó cả. Thì có thể là thôi mình cứ một buổi chuyên đề, một buổi luyện đề ha, chuyên đề trước giải đề sau ạ. Rồi thì có gì mình lấy một buổi trong nhóm, có thể là một buổi chuyên đề và một buổi giải đề, mình sẽ cho bạn học song song luôn. Tại vì mình có 10 buổi rồi nên mình hy vọng là 10 buổi này là mình sẽ giúp đỡ các bạn trong cái đợt Tết này đã. Còn qua Tết thì dĩ nhiên là team sáng này vẫn hoạt động. Đó, team sáng này vẫn hoạt động. Vô hơn 1.000 bạn mà có 130 mấy bạn coi thôi. Em nghĩ giải đề nó bao quát và nó đỡ ngán. Đúng rồi, học chuyên đề thì nó ngán thật sự. Rồi thì nói chung là bài câu 24 và 25 ha. Rồi các bạn làm câu 24 và câu 25 giùm mình. Bút nào cũng hết mực hết trơn ta. Câu 24. Câu 24 ở đây đầu tiên các bạn sẽ ghi cái hàm f phải x nó ra. Ví dụ bạn nào mà chưa học về hàm hợp mà mình ghi cái này á thì nó sẽ cho các bạn rất là khó chịu, nhưng bạn nào học qua rồi thì mình ghi cái này bạn rất là dễ hiểu thôi. F phải x của mình là điểm cắt của mình là x bằng trừ 2, đó là x cộng cho 2 các bạn. Điểm tiếp xúc là mình không lấy nên mình sẽ không ghi nữa. Vậy F phải x của mình là chỉ có vậy thôi, đây là bước 1 của mình. Đúng không? Các bạn sẽ có 3 bước làm. Bước 1 là F phải x. Bước 2 của mình là em y phải nó xuống. Là u phải là được là 2x. Nhưng cho f phải của x bình phương trừ cho 3. Thì mình sẽ biểu diễn cái y phải theo f phải x nè, 2x ghi lại này. Đụng tới f phải, bạn nhìn lên trên hôm qua mình làm một số bài của hàm hợp rồi đó. Bạn nào yếu về hàm hợp quá thì mình có thể là vô trong bổ trợ mình coi lại nâng cao về hàm hợp á, đúng rồi, cho nó rõ hơn. Đụng tới f phải nhìn lên trên, chỗ nào có x em thấy là x bình vào, x bình trừ 3 vào. Sau đó cộng cho 2 vô thôi, đúng không? Rồi sau đó cho y phải bằng 0. Y phải bằng 0 là x bằng 0. Và thằng này của mình được là gì? X bình trừ 1 bằng 0. Hay nói cách khác là x bằng 0 và x là bằng cộng trừ 1. X bằng 0 và x bằng cộng trừ 1 thì sau đó các bạn đi tìm số điểm cực trị của nó là bằng gì các bạn? Có 3 3 cái, tại vì số điểm cực trị là số nghiệm của y phải bằng 0 mà, đúng không? Thì thằng này có 3 cái là 3 cực trị, các bạn chọn được câu D. Còn không thì ví dụ người ta hỏi đồng biến nghịch biến ở đâu thì bạn kẻ bảng biến thiên thôi, đây là x nè. Bài tập này người ta có thể hỏi là đồng biến nghịch biến ở đâu thì bạn có thể kẻ bảng biến thiên. Rồi, xét dấu của y phải bạn nhìn vào đây đúng không? Xét dấu của y phải bạn nhìn vào đây, đây là dấu dương nè, nhưng cho dương thì đây là dấu dương, sau đó đang xen dấu. Nên cơ bản các bạn sẽ có số điểm cực trị của mình là gì? Đó. Đồng biến nghịch biến bạn biết hết, tức là ở đây là có những cái bước làm. Bước 1 của em là cứ đi tìm hàm f phải x. Điểm cắt ghi ra, còn điểm tiếp xúc bỏ. Y2 đạo hàm xuống, y phải đạo hàm xuống đúng không? Rồi biểu diễn y phải theo f phải x.
Đó, làm rất là nhiều lần dạng này rồi là phải biết làm các bạn nha. Rồi câu tiếp tục, câu 25 là câu cuối rồi mình nghỉ. Rồi câu 25 là câu cuối rồi nghỉ ha. Rồi tìm số điểm cực trị của hàm gx. Rồi câu cuối này, để mình lấy cái tờ giấy. Rồi câu 25 các bạn nha, câu 25 là câu chốt của mình. Rồi đối với câu 25 ở đây á, thì các bạn sẽ có như sau. Cái việc đầu tiên của em á, chói quá. Cái việc đầu tiên của em là gì? Em sẽ đi tìm số điểm cực trị là em phải đi tìm g phải x bằng 0, đó là mình phải g phải x nó xuống. G phải x cẩn thận giùm mình nha, chứ đôi khi g phải x thằng này không cẩn thận là lại làm không ra đó các bạn. Bắt buộc phải g phải x cẩn thận một xíu chứ các bạn. Ta có 3 nhân cho f, mở ngoặc fx đóng ngoặc đúng không, rồi cộng 4 tất cả đạo hàm là bằng 3. Đây là u phẩy này, u phẩy là f phẩy x này, nhân cho f phẩy của fx đúng không, cái số 4 đạo hàm là bằng 0. Rồi người ta yêu cầu tìm số điểm cực trị của hàm này, tức là số nghiệm của g phẩy x bằng 0. Các bạn cho thằng này bằng 0, tức là nó sẽ có hai cái bằng 0. Thứ nhất là f phải x bằng 0, cái thứ hai nữa là f phải của fx bằng 0, đồng ý không? Nó sẽ có hai cái trường hợp giống vậy. Vậy f phải x bằng 0 thì ở đây bạn thấy là f phải x bằng 0 của mình là cho chúng ta được hai nghiệm, tại vì bài này người ta có hai cực trị nên cơ bản f phải x bằng 0 nó sẽ có hai nghiệm là dĩ nhiên rồi đúng không, hai nghiệm. Đồ thị này là đồ thị của fx mà, đồ thị của fx cho chúng ta được là hai cực trị nên cơ bản f phải x bằng 0 có hai nghiệm. Rồi f phải của thằng này bằng 0 thì cơ bản là sao các bạn? F phải nó bằng 0 tức là cơ bản là f phải bằng 0 tại những điểm cực trị mà đúng không? Tại những cái điểm cực trị. Đó, đây là f phải nha, f phải x bằng 0, đây là fx nè. Đó, bằng 0 ở đâu? Bằng 0 ở đây khi x của mình là bằng bằng 0 và x của mình là bằng bằng 3 đúng không? X bằng 0 và x của mình, thằng này của mình được là x bằng 0. Hai nghiệm là x bằng 0 nè, x bằng 0 và x bằng bằng a. Còn cơ bản thằng này của mình là thằng này muốn bằng 0 thì tức là fx của mình bằng 0 và fx của mình bằng a. A là cái gì các bạn? A là số điểm cực trị thôi. Bằng gióng nó lên thôi, đây là a này. Bằng gióng nó xuống thôi là 0 nè, cái a này của mình không có. Thôi mình tự cho là số 2 luôn đi, đây là bằng 2 luôn đi, mình thấy mang máng bằng 2 đó bạn, điểm cực trị á. Đấy. Đúng không? Quay lại bài toán về tương giao và làm nó thôi là xong câu này, rất là easy. Rồi xong rồi nghỉ nha. Rồi thì ở đây các bạn thể làm sao? Thứ nhất f phải x bằng 0 á, ta sẽ có được là nó bằng 0 tại hai điểm cực trị là x bằng 0 và x bằng 2. F phải fx bằng 0 á thì ta được là fx bằng 0 và f bằng 2. Thì lúc đó các bạn quay lại bài toán về tương giao. Fx bằng 0 thì mình thấy là đồ thị bằng 0 của mình á thì cắt nhau tại 3 điểm đúng không ạ? Cắt nhau tại 3 điểm, 3 nghiệm. Fx bằng 2 thì cơ bản nó cũng cắt nhau tại 3 nghiệm, bằng kẻ qua bài toán tương giao thôi, trên đồ thị cũng 3 nghiệm. Vậy đếm nó ra ta được là tổng cộng là gồm có 8 nghiệm, các bạn cho được là câu B. Được chưa? Ra được câu B. Đó. Nên cái việc của em là đào hàm nó kỹ vô thôi. Thứ nhất là f phải x bằng 0, f phải x bằng 0 tại hai điểm cực trị đó là x bằng 0 và x bằng 2. Mình cho bằng 2 luôn nha. Mặc dù cái số đúng của mình là phải 2 phẩy mấy đó, thôi mình cho bằng 2 luôn. F phải của fx bằng 0 tức là fx này của mình là phải bằng bằng 0 và fx này của mình phải bằng 2. Nó quay lại bài toán về tương giao tiếp tục. F bằng 0 thì nó có 3 nghiệm, tức là bài toán về tương giao cắt đồ thị tại 3 nghiệm. F bằng 2 là có 3 nghiệm, cộng lại là 6, 8 nghiệm. Ok không? Thì câu đúng của mình là câu này. Có thể giai đoạn sắp tới của mình là mình sẽ chia làm hai buổi, một buổi là giải đề và một buổi là học chuyên đề các bạn nha. Có thể là sẽ như vậy. Những cái buổi mình thấy là trong quá trình luyện đề các bạn yếu cái phần nào quá thì mình sẽ bổ trợ thêm. Cái đề test thứ ba có gì mình gửi trong nhóm sau các bạn nha, có gì mình gửi trong nhóm cho bạn sau. Cái lời giải của cái test của đề 1, đề 2 mình sẽ gửi trong nhóm sau. Sau đó mình sẽ gửi cái đề test thứ ba cho mấy đứa luôn, có ok không? Hôm nay có hiệu quả mấy đứa không? Hôm nay học có thấy nó nhớ lại được cái gì không các bạn? Có bạn nào thấy tiến bộ, nhớ được cái gì sơ sơ không các bạn? Mình hy vọng những cái buổi này nó sẽ gây cho làm cho các bạn có thể là ôn lại những kiến thức của học kỳ 1 của mình. Đúng không?
Rồi các bạn có thể ra các bạn điền điểm phiếu điểm danh và tên của mấy đứa nha. Mình thấy là cái buổi đầu tiên là gần có đâu đó là gần 300 mấy bạn điền, nhưng cái buổi thứ hai này là chỉ có là 150 bạn điền thôi, nên các bạn cũng 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 ráng điền giùm sư phụ một tí nè. Để ra để điểm danh để sau này đỡ bị lọc ra khỏi nhóm các bạn. Rồi ok nha, nay ăn thêm bao kiến thức. Rồi, thấy hỏng xương xương. Này thì nói chung là nếu mình hỏng quá mình coi là cái bộ cày Tết thôi, ráng cày cái bộ cày Tết giùm sư phụ đúng không? À, mình nói các bạn có bạn nào tâm sự thì tâm sự này đó. Em cày Tết lại nè. Em cày có bộ cày Tết lại nè. Đây ví dụ như bạn về hàm hợp bạn yếu quá, bạn vô bạn coi nè, hàm hợp hàm số video nè, tài liệu rồi các kiểu mình có chia dạng tù cụ thể cho các bạn nè, các bạn có thể vô đây bạn coi về phần hàm hợp. Nếu bạn yếu về phần hàm hợp quá đúng không? Bạn vô đây bạn coi. À, như mình nói là cái gì nó không phải 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 có đầu tư các bạn, chứ không có gì mà tự nhiên nó sẵn có đâu đúng không? Người ta học cả năm trời, bạn học có 10 buổi bạn nói là bạn đầy đủ kiến thức thì không có đâu, nhưng mà thực sự 10 buổi này bạn chịu khó học, bạn cày ra, bạn dành video, bạn dành thời gian ra bạn học thì mình nghĩ bạn sẽ rất là thay đổi thôi đó. Ví dụ bạn 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 đang yếu về cái phần mà đại số quá, bạn vô đây bạn coi nè, đó những cái file đề nè, tính đơn điệu cực trị nè, đó đây là những cái file của chắc 8 thôi, những cái này là mình không lấy trong lớp VIP. Lớp VIP thì nó có tận là hai mấy bài lận cơ, nó đầy đủ hơn đây nhiều. Còn đây là mình cô đọng lại tầm khoảng 7 bài, nên các bạn có thể là ôn trong này. Để cho ôn trong này lại, ví dụ mình yếu phần nào đó mình vô ôn, ít nhất là phải biết những cái thằng này ở mức độ chắc 8 đã. Sau đó là khoa nâng cao về hàm số nếu muốn kết hợp về nâng cao. Được chưa? Đó, về hình học trong này cũng vậy. Đó, trong này khá là đầy đủ đấy. Đó, quà Tết này dành cho mấy đứa có video, có file đề các bạn kiểu rồi. Đó, bạn nào mà muốn ôn lại chương nguyên hàng quà Tết thứ 4 đó. Thì mình hy vọng là những cái buổi này là mình ra cho bạn là về kiến thức. Đôi khi mình thấy hỏng kiến thức quá thì mình quay lại mình học về chuyên đề thôi. Rồi ok Nhã Thư nha, ok Minh Mẫn. Ok ngủ giờ mà ngủ ngon hả? Nên là cơ bản là em hỏng quá, bạn nào hỏng kiến thức quá thì coi lại cái phần chuyên đề. Trong này bạn nào muốn tâm sự thì cứ tâm sự đi bạn. Tới 6 giờ mình cúp like, lâu lâu mình tâm sự cho mình để hiểu trong nhóm các bạn hơn nè. Thì nói chung là mình rất là đắn đo, mình thực sự là mình suy nghĩ là thứ nhất không biết nên giải đề không. Giải đề thì á ra là kiến thức, nhưng mà học kiến thức á thì đôi khi phải là học của chuyên đề các bạn, nó ngược lại như vậy ấy. Học là phải học của chuyên đề, nên đôi khi làm luyện đề để ra là kiến thức bị hỏng để vá. Nên mình hy vọng những cái buổi luyện đề này không phải làm cho các bạn bị nản chí, mà làm cho bạn kích thích tinh thần học của mấy đứa để bạn quay lại chuyên đề để bạn học. Từ đó bạn quay lại chuyên đề để bạn học cho nó tốt vào. À, sau đó mình quay lại mình làm những cái đề này thêm một lần nữa, tự nhiên mình thấy nó tiến bộ vượt bậc các bạn. Còn ví dụ mình luyện đề ở đây mà bạn không có cái thứ gì để coi lại thì mình thực sự các bạn cũng không tiến bộ được. Tại vì cơ bản nó kiến thức bạn bạn sẽ cảm giác như nó quá nhiều, cứ mỗi câu mỗi dạng thì sao mà học được, đúng không? Nên là ví dụ như câu này là câu là nằm ở phần 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 hàm hợp của cực trị, bạn quay lại cái phần hàm hợp bạn coi. À, có những câu nằm ở bài toán về tương giao, bạn quay lại tương giao bạn coi, kiểu giống vậy ấy. Giờ học là chuyên đề nghe có vẻ ngớ ngẩn luôn sư phụ, nghe có vẻ ngớ ngẩn là sao ta? Đó là bắt buộc nếu thực sự cái chuyên đề em bị hỏng kiến thức quá nặng thì là đó là bắt buộc em, đó là bắt buộc chứ không phải là điều ngớ ngẩn nữa đâu. Thực sự điều ngớ ngẩn nói chung là học là quên là chuyện bình thường. Nhiều bạn tự tin mình nhớ nhưng mà thực sự nó không nhớ đó các bạn. Nên cơ bản á, mọi bài toán nâng cao đều bắt đầu từ cơ bản mà đúng không? Nên văn chương cũng đừng, ví dụ như em quên em cũng đừng tự ti hay cái gì cả, em cứ ôn lại giùm sư phụ là được. Ôn lại giùm sư phụ à, cứ chày gối cứ các bạn cứ coi file đề trước, coi file lời giải, ví dụ trong đó mình thấy câu nào bí thì mình lúc đó mình coi video, thì tầm khoảng mình nghĩ là các bạn chỉ dành ra khoảng một ngày là bạn vá được hết kiến thức à, đúng không? Vá được hết kiến thức à. Rồi trong này bạn nào không hỏi gì nữa thôi mình cúp ha, team với nhau một cái rồi mình nghỉ nè, mỗi bạn team cho sư phụ một cái rồi mình nghỉ ở đây nè ha. À, rồi à, chút nữa mình sẽ up cho các bạn về lời giải cái test 1, lời giải test 2. Rồi sau đó là test thứ ba để ngày mai mình học tiếp tục. Ok không? Rồi kết thúc bài giảng ở đây nhé. Rồi bạn nào mà chưa điền á thì các bạn có thể là điền vào form điểm danh rồi các kiểu nha. Điểm danh ở đây là có đáp án đó. Mình thấy là một chưa mới mới 146 bạn điền ở này, không biết bạn mấy bạn kia sao. Bạn điền vào để mình theo dõi cái điểm số của tất cả mấy đứa, điểm số mình sẽ công bố sau. Rồi kết thúc bài giảng.